Trung bình một buổi ôn thoại của cặp đôi Thái Tử và Tấm. Em đang cảm thấy nào như là thiên tử của ta? Ánh mắt, mùi môi, và cả mùi hương trên cơ thể của nàng. Hôm phức kiếp ha! Mắt đi thì cười. Đây nè. Thầy thường như vậy. Thái Tử. Ai dạ? Cô ngã tham vọng. Thái Tử đừng nói như vậy. Thiết như bao nhiêu nhân khác trong thiên hạ. Tự nhiên cái tục tính là đẹp luôn, tự nhiên tôi hết hồn. Nói tao nghe đi. Tại sao nàng lại thích mùi quả thịt chứ không phải sầu riêng? Trời ơi, cô tôi ơi! Ai thích đầu quả thịt, có một mối liên quan từ tiền kiếp. Có khi nào sau này thích mất, kiếp sẽ kéo lại buồn này. Phải lúc kéo lại buồn. Kiếp đi. Tại sao nàng mới thở như vậy? Tại sao nàng lo lắng như vậy? Là lo gì chứ? Tại sao là thầm thường? Thầy tử, thầy tử của ta, thầy nói vậy, chết gì đó.